nếu như các bạn bày bài là viêm phổi, viêm phế quản phổi hay nói đơn giản là phổi đường ruột của mình, hôm nay là các bài là bài viêm phổi do vi khuẩn không thể gì, và một bài hai là viêm phổi virus. Và sau khi học xong ấy thì các bạn rút ra là vậy thì viêm phổi do vi khuẩn của mình nó giống với phổi virus hay nó giống nằm chung ra thì các bạn như thế nào? Thế thì anh các bạn mới có thể hỏi là khi mình vào đoạn trên đây là như thế nào? Thì ở đây tôi thấy rằng là chúng ta nhấn mạnh là đấy viêm phổi thì chúng ta phải thấy là vấn đề là viêm phổi tại sao lại gọi là viêm phổi do vi khuẩn thể hình, có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái con vi khuẩn đấy có phải là vi khuẩn thể hình không, và vấn đề thứ hai là cái triệu chứng lâm sàng của viêm phổi đấy nó có giống viêm phổi không. Như vậy nó có hai không thể hình để người ta thấy nguyên nhân như vậy, cái là triệu chứng lâm sàng có hai chữ đều không thể hình và đặc biệt viêm phổi thể hình như thế. Thế thì cái bài này kia rất là ngắn gọn không? Bao giờ bài ta phải xác định nguyên nhân gây bệnh là cái gì, triệu chứng lâm sàng bệnh là lâm sàng là cái gì, chẩn đoán là cái gì, điều trị và phòng bệnh như thế nào để người ta chủ động các bài của ta rồi. Thế thì đầu tiên như tôi nói, viêm phổi nó vẫn là một vấn đề phải cập nhật, và cái phản xạ của chúng ta viêm phổi của chúng ta kháng sinh, bởi vì viêm phổi thì các bạn có vi khuẩn, về cơ bản chúng ta biết có vi khuẩn chúng ta kháng sinh. Thế nhưng mà có những nhân tố thành công và có những nhân tố vậy thì viêm phổi là cái gì? Viêm phổi tổn thương nhu mô phổi đúng không ạ? Rõ ràng như thế. Một vấn đề nếu như ngày xưa mình có học bài là viêm phế quản phổi hay là nhôm na tổn thương cả các cái là phế quản phế nang, chúng ta sẽ hiểu là tổn thương từ phế quản đến phế nang, nhưng thực ra không phải thế, nó chỉ tổn thương các cái phế quản tận cạnh phế nang thôi, cho nên nó gọi là tiểu phế quản phế nang và phế nang. Cho nên nó gọi là nghĩa viêm phổi là tổn thương nhu mô phổi. Vậy nhu mô phổi là cái gì? Là phế nang, là các túi huyết ống phế nang, là tổ chức liên kết và tiểu phế quản và cung. Và bệnh thì từ độ nặng đến nhẹ và từ độ biến chứng đến biến chứng nặng thậm chí gây tử vong. Và điều trị bao giờ viêm phổi trừ viêm phổi virus có nhu mô nặng là điều trị kháng sinh. Thế chúng ta nói một chút để chúng ta biết là tại sao bạn có viêm phổi, thế các bạn học cái phế quản rồi đúng không ạ? Nó chia là hai ba loại, và nếu mà thôi thì các bạn lấy hai phế quản thì nói là gì, nếu như cái phế quản chia là hai ba loại thì cái đoạn lớn nhất này, cái đoạn lớn nhất là to này, nó gọi là gì, nó gọi là phế quản lớn từ cái hang phế quản. Cái đoạn thứ hai là đoạn từ 5 đến 16 này, nó gọi là các cái phế quản nhỏ hay là kiểu phế quản. Và cái đoạn này là có đường kính nhỏ 2 mm, nó gọi là gì, là tiểu phế quản. Và cái đoạn cuối cùng này nó có ba phần, các bạn nhìn thấy không ạ? Túi phế nang, ống phế nang và tiểu phế quản phế nang. Và các thấy là nếu như đoạn trên này nó gọi là gì, là đường dẫn khí, đoạn đấy gọi là gì, trao đổi khí. Cho nên kể cả túi phế nang, cả ống phế nang, kể cả tiểu phế quản phế nang đều trao đổi khí. Và cái đoạn này là đoạn viêm phổi. Và vì viêm phổi cho nên là viêm phổi virus tổn thương đoạn này, viêm phổi vi khuẩn tổn thương đoạn này, và vi khuẩn không điển hình tổn thương đoạn này. Đấy, cái bản chất là như thế. Nhưng khác nhau như nào? Vi khuẩn nó gây tổn thương khác nhau. Ví dụ vi khuẩn sinh mủ, vi khuẩn không sinh mủ, bản chất khác nhau. Và như vậy biểu lâm sàng sẽ khác nhau, điều khác nhau. Để ta nhìn bản chất của cái vị trí tổn thương như thế này. Thế thì hai cái ngang khác nhau, hai cái đường kính khác nhau nào? Cái to và cái bé. Thì cái đường to ngoài này cơ trơn phế quản, nó liên quan đến hệ phế quản, tạo phế quản. Con thằng nhỏ này, cái thằng đằng dưới này, nó chỉ là cái khí đơn thuần thôi, nó liên quan đến tiểu phế quản là một vài dạng cơ. Cho nên trong viêm tiểu phế quản thì nó sẽ không đáp ứng dạng phế quản. Để chúng ta hiểu bản chất vấn đề. Tất nhiên là khi chúng ta khám bệnh thì chúng ta không thể biết là đoạn này tiểu phế quản nhá, đoạn này phế quản, đoạn này gọi là phế nang nhá. Nhưng chúng ta biết là giải cái bệnh là như thế. Đấy là nguyên nhân tại sao điều trị, trong nguyên nhân của bệnh chỉ tổn thương như thế. Thế thì ta nhìn một chút viêm phổi nó rõ hơn. Bây giờ, ai chúng ta có gì ạ? Đường hốc dưới, phế quản 2-3 đoạn từ đây, đến đây là 2-3 đoạn. Cái đoạn này là gì ạ? Phế quản lớn này, phế quản lớn từ 1 đến 5 này, quản lớn này. Đấy, tức là hang phế quản đoạn này. Cái đoạn này nhỏ nhỏ ở đây, này từ đây ạ, cho đến đoạn. Cái tiếp từ đây, đến đoạn dưới này, kiểu phế quản. Nó rất là bé, đoạn
này là viêm tiểu phế quản. Còn viêm phổi chữa đoạn này là đoạn tiểu phế quản tận cùng của phế nang. Và trước ra là đoạn tiểu phế quản ở đây là một chùm nho và có bằng ống phế nang tiểu phế quản này. Thế thì nó nói là gì? Độ 1 là hẹp phế quản. Ở cấp độ phế quản phân lần thứ 2 đó là cấp độ tiểu phế quản. Ở đoạn này là ống phế nang, túi phế nang, tiểu phế quản phế nang. Đoạn này là viêm phổi. Và như vậy thì có thuốc, ví dụ đấy, nó sẽ cho thoải mái không vào đến đây đâu. Cho nên viêm phổi sẽ cho kháng sinh, à chúng ta có ví dụ chắc chắn có hiệu quả. Bởi vì sao? Thuốc nó vào đây rồi, không thể bảo đây được. Chúng ta hiểu bản chất vấn đề một chút như thế. Thế thì trước khi nói thuật bài, chúng ta chia một chút về cái nguyên nhân viêm phổi. Chúng ta sẽ chia một trong nguyên nhân, hai là cái nơi cái vùng tổn thương, chúng ta gọi là cái nơi cái nguồn gốc của sinh ra viêm phổi. Nếu như là đồng thì đó sẽ đi viêm khuẩn, virus, nó ngấm, nó ký sinh trùng, sau vi khuẩn nó chia để tiện thì không thể gì. Còn nếu trong nguyên nhân thì nguồn lây thì có thể cộng đồng, có thể viện. Hai nguyên nhân khác nhau, chỉ chia vào khác nhau. Thế thì muốn gây viêm khuẩn thì có nguyên nhân như vậy. Không có nguyên nhân như vậy thì không thể gây viêm khuẩn được. Nhưng nguyên nhân này phải đủ lớn. Mà trong cơ thể chúng ta luôn luôn có thể tự bảo vệ để chống lại như vậy. Như vậy tác nhân phải đủ lớn. Cái thứ hai là vượt qua phản xạ ho. Không phải rất là hay như này. Thế thì bình thường phản xạ ho hay là bảo vệ các receptor nhận cảm ho nằm đâu? Bình thường. Mà bình thường ta thể là bây giờ chúng ta chọc máy được một phản xạ ho này tức ta viêm phổi ta cũng ho, viêm tiểu phế quản ta cũng ho. Thế thì ta bảo là vượt qua các receptor ho này, vượt qua chỗ nào? Nào, các receptor ho nằm đâu? Receptor ho nằm chủ yếu ở đâu? Ở trên. Ở dưới lưng ngón tay. Cho nên là những cái trẻ nhỏ ban đầu với viêm tiểu phế quản này, khi cái đầu này nó chưa qua được cái vùng thanh khí quản, chưa ho mấy đâu, đầu nó ho sang, cái đầu chỉ có thể gặp. Nhưng khi nó ho nhiều, đường lại rất nhiều, hoặc là chúng ta xâm nhập. Cho nên khi ban đầu những ngày đầu tiên chúng ta bị nhiễm virus, cái hạt hơi sử dụng nó ho ngay, nó đôi khi phản xạ ống ra ngoài. Qua
thể ngoài phổi. Còn ở trong bệnh viện thì trước đây là các bệnh một, bây giờ nói các nguyên nhân là gì? À, nấm này, xong HIV này, hoặc là ngoài thế thì chúng ta hôm nay mà chúng ta tập trung vào vi khuẩn không để gì và virus của vi khuẩn chúng ta tiếp tục. Vậy thì điển hình khác thì có gì? Thứ nhất là tôi vừa nói rồi, nên là con gây bệnh là con không điển hình. Vậy thì con không điển hình thì con điển hình khác nhau cái gì? Thì chúng ta biết là một cái virus và một vi khuẩn là tế bào hoàn chỉnh. Vi khuẩn tế bào hoàn chỉnh làm việc có vách, có vỏ tế bào, có plasma, có bào tương, có nhân tế bào. Tất cả các vi khuẩn điển hình là nó có vỏ tế bào, nó có thể màng vi chất bên trong này, và nó có thể nó có nhân ADN. Thế thì cái vi khuẩn không điển hình nó có gì không ạ? Nó cũng như thế, nó có vỏ tương, nó có nhân, nó có vỏ nhưng nó không có bạch, nó không có màng, uống kéo nó kéo cái màng, nó gọi là có bao lớp màng mỏng nhưng nó không có bạch. Cái này có lông dung để co quậy thì cả nó có một bạch và nó sẽ uốn éo chu từ cái họng sang cái kia, nó một cái dạng rất là. Và cái vấn đề thứ hai là gì? Là do thank you.
đặc điểm là gì? Nó không đắt giống như nhóm beta lactam. Thì mình bảo chắc một kháng sinh beta lactam là nó bạch tế bào mà cái này không đắt giống. Cho nên là trước khi vào viện cháu đã điều trị ô tai rồi, cháu đã điều trị cái gì gì rồi, cháu đã thực quản ăn uống lên là sang thực quản. Và đến năm 44 thì người ta phát hiện ra cái vi khuẩn đầu tiên của Mycoplasma trong cơ thể. Thế thì khởi đầu là gì? Myco. Và sau này nó phát hiện đặc điểm của nó là cái gì? Thứ nhất là có mọc, không có tỏa được tồn tại được, nhưng nó rất là mọc, không phải là bách, không phải là mọc. Và chính vì thế mà không có chỗ lắp đặt. Và đây là một tổ chức nhỏ nhất tự sinh quyền cho virus của tế bào. Đây là vi khuẩn tự sinh sản, tự phân đo được và kích thước của nhỏ như virus và có khả năng sinh sản ngay trong tế bào. Thuộc vào cái ARN của cái tế bào bích, tế bào bích nó tự sinh ra luôn, không thuộc vào cái đặc điểm của cái vùng này. Thế thì nó thấy là này, thông thường nếu nhân vi khuẩn đồng những 80% là do vi khuẩn gì thì 15% do không phải gì. Tuy nhiên nó cũng sẽ cái năm này là mình không có thể hết. Hiện giờ ta có biết hiện giờ vi khuẩn bắt ra khá nhiều đặc biệt phòng COVID, cái hệ thống đào, cái hệ thống miễn dịch tại cửa hàng có cho ăn nhiễm, có cho tiêu dịch cả bình thường, có cho tiêu dịch nhất, bây giờ hè cũng bị, đông cũng bị, tất cả hệ thống dịch đang thay đổi, không hiểu sao thay đổi vào một cái đấy. Và chúng ta biết là nó không nuôi cấy được, cho nên bình thường chúng ta làm cấy, nếu nó thường quy rồi đấy, ta vào viện, chúng ta cấy thì hầu hết nó chẳng ra gì cả, âm tính, và chúng ta thấy bằng chứng khuẩn âm tính, và vì nó cấy âm tính cho nên là sao? Và chủ yếu những cái hay đó là chủ yếu là trẻ lớn, chủ yếu là trên 3 tuổi, không may được cái. Nhưng nếu là trẻ nhỏ thì nặng, chủ yếu là trẻ lớn nhưng chẳng may là trẻ nhỏ hoặc là người cao tuổi thì lại nặng. Thế thì có thể là thường xảy ra là bình thường nhưng bao giờ người trẻ sẽ nặng hơn. Và nếu mắc phải tại bệnh viện thì chỉ có 5 là tức là những cuộc bệnh viện. Còn nếu mà tại cộng đồng sẽ là Mycoplasma hoặc là Chlamydia. Nhưng ở đây trong bệnh viện chỉ là Chlamydia. Qua những lần bệnh viện chúng ta không hề bị nhiễm trùng này Chlamydia. Và xảy ra thường trên cơ địa đã không có chiến dịch và làm bệnh kéo dài, ví dụ như ung thư, ung thư, ép tạng, tất cả. Mà vì tại sao làm bệnh viện? Bởi vì cái nguồn Chlamydia chủ yếu lây qua nguồn nước sinh hoạt. À, cái tòa nóng lạnh, nguồn nước và điều hòa hơi hoặc và điều hòa tất cả trên trong bệnh viện thì nó được cũng thuộc trong trường này. Cho nên riêng nơi là nguồn gây trong bệnh viện. Còn Mycoplasma gonorrhea là khác nhau của bạn. Thế thì vi khuẩn có những vi khuẩn thông thường đúng không ạ? Khi vi khuẩn hàng rào máu não là hàng rào, xương hàng rào của cái đường hô hấp thì nó sẽ bám dính và sinh sôi nảy mầm. Và khi tế bào kích hoạt này thì quá trình viêm hình thành. À, quá trình viêm hình thành bản thân vi khuẩn không phải là sống trong tế bào, cho nên nó không có thể tạo mủ, nó không sinh mủ, nó chỉ hình thành tế bào thôi. Và khi hình thành tế bào có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất, nó sẽ làm tế bào này vỡ ra và nó tất cả những enzyme, men thế nào đấy sinh vật kia này vỡ ra. Thứ hai là quá trình viêm này nó sẽ hóa động tất cả những mạch cầu đa trung tính và được tạo đến nên quá trình viêm hình thành. Còn viêm của thứ phát tiên phát giống như là chuyện của mình và nó gây hậu quả gì ạ? À, ong chóc tế bào này ra và gây là ho, cạc cờ. Cho nên triệu chứng của nó giống như kiểu khoảng hơn giống như khoảng đấy, thở nhanh, khó thở chứ không? Và ít khi tổn thương rõ ràng nhiều cái cổ như kiểu như của mình tức là hốc mờ giải rác không phải kiểu tập trung nó phải hốc mờ giải vi khuẩn có nuôi cấy đúng không ạ? Và vì nó sinh trong tế bào cũng không xâm nhập được và thường là xếp ba loại này cùng nhóm bởi vì nhất cùng triệu chứng lâm sàng và gần như cùng triệu chứng.
Thank you.
số sườn là ngang bộ, đúng không ạ? Thứ hai là quan hệ phương tiện rất liền này, bởi vì nếu cái thằng mà sinh mù thì sao ạ? Cái thằng giống phổi này nó sẽ tăng sinh, nó phá vỡ để làm nó nhăn nhiều, hiện là cái liền là liền đấy, thì nó chưa sinh mù cả, nó chỉ là cái kho bị cứng chân gọi là và hình ảnh ứ khí lan tỏa hai bên thì lan tỏa vào viện cây cái quả này chúng ta nhìn thấy ạ, hình ảnh kẽ có thể kẽ nó tạo rất nhiều quả như này, đặc biệt là đáy phổi thì có thể là mờ nó chụp lại mà à như là cái này là do Nico hay là cái này là do HIV
Có
Cho nên là bệnh nhân uống thuốc gì trong một ngày sau sẽ có
Thank you.
đầy đủ dự tính này, và sẽ làm được những cái thành thế nào rất rộng của các bạn, và thành một kiểu các bạn không biết rất nhiều màu viêm và tất cả dự tính lòng phía nam đây bình thường đấy ạ, đây vòng tròn lòng phía nam còn lòng anh khô chứ không tăng dự tính nên bạch cầu không tăng và dự tính không tăng lòng anh khô nhá. Sau 4 ngày sao ạ? À, lòng phía nam vẫn ổn nhưng mà xong vây thành lên, vây thành bạch cầu lên, và thì nữa, và cái dịch ở trong cái mạch máu anh thấy bảo anh không tăng lên cho nên sao ạ? Cho nên nó tăng khoảng cái lên chứ nó không cái gì đâu, thì nó bảo mình tăng khoảng cái lên thì đấy. Sang ngày thứ 7 thì sao ạ? Và chúng ta nhìn thấy lòng phía nam vẫn sáng sủa, cái thành nó mỏng đi nhưng sau cái mạch máu của cái mạch máu thì nó lại dày lên, nó khe các mạch máu lại vậy. Và đến ngày thứ 35 thì sao ạ? Cái lòng phía nam hoàn toàn bình thường nhưng mà thành mạch máu, đấy mạch máu màu đỏ, to tươi mạch máu này thì lanh phô nó dày đặc. Như vậy là để khỏi hẳn mất đến 2 tháng cho nên triệu chứng khó khè kéo dài. Mà cứ viêm phổi này là không khó khè nhá, viêm phổi này là thở nhanh, khó thở không được, khó khè tư tư khí. Nhưng ở đây khoảng khẽ quá dày, trong khi lòng phía nam vẫn bình thường cho nên nó ép vào đường thở, khi nó dày chưa tăng nhiều. À, chúng ta đi một chút để cho